chào mừng quý anh chị nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trường Stock hôm nay mọi người đã có oxy chưa à, cổ phiếu mọi người phục hồi tốt hay không thì như vậy sau một cái chuỗi bi quan một cái chuỗi tuyệt vọng thì thị trường đã có cái phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên và tin chắc rằng phần lớn tâm lý của nhà đầu tư hiện tại cũng sẽ được giải tỏa cũng sẽ thoải mái hơn à, và câu hỏi đặt ra là kế tiếp chúng ta sẽ làm gì qua cái phiên ngày hôm nay, liệu rằng thị trường đã xác nhận tạo đáy hay chưa? Với vị thế mua, vị thế bán thì mình sẽ cần lưu ý gì trong giai đoạn kế tiếp? Sẽ cùng em với anh chị thảo luận trong cái video ngày hôm nay để đưa ra câu trả lời nha thì nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh của em thì mọi người hãy dành ra vài giây thôi đăng ký kênh để nhận được những thông báo sớm nhất khi mà em ra video hoặc là có những cái buổi livestream phân tích về thị trường và nếu như mọi người thấy video hữu ích thì đừng quên nhấn tặng cho em một cái nút like ở đây để giúp video của em được đề xuất và lan tỏa tốt hơn hoặc có bất kỳ thắc mắc bất kỳ băn khoăn gì về cổ phiếu về thị trường góp ý về kênh thì cứ thoải mái comment bên dưới nha à, em sẽ rép lại hỗ trợ cho anh chị sau còn trong phiên thì em sẽ có một cái cộng đồng hỗ trợ như thế này. Đây là nhóm tư vấn hoàn toàn miễn phí, nơi em chia sẻ những thông tin về thị trường cũng như là giải đáp hết tất cả các cái thắc mắc băn khoăn của mọi người trong phiên nè. Thì để tham gia nhóm này, à, giao lưu trao đổi với những anh chị nhà tư khác, anh chị chỉ cần nhấn vào đây, nhấn vào cái đường link này là được. Hoặc gọi là đang bế tắc trong cái việc cơ cấu danh mục chưa biết phải làm sao trong giai đoạn kế tiếp thì cứ mạnh dạng liên hệ với em qua cái số điện thoại dưới phần mô tả, em sẽ hỗ trợ cho mọi người sớm nha. Rồi đầu tiên thì mình thấy là sau một cái chuỗi lao dốc liên tục trong một tuần giảm hơn 100 điểm thì Vindex nó đã có cái phiên bật trở lại đầu tiên giải tỏa cho tâm lý nhà đầu tư. Có thời điểm trong phiên thì chỉ số tăng gần 20 điểm anh chị trước khi mà hạ nhiệt nhẹ cuối ngày còn tăng 15,37 điểm là khoảng 1,31% lên 1.190,22 điểm cho phiên ngày hôm nay. Mặc dù điểm số hồi phục nhưng mà thanh khoản thì nó lại rơi về một cái ngưỡng rất thấp khi mà giá trị trên sàn Hồ hôm nay chỉ đạt gần 16.000 tỷ anh chị chị nhìn cái cột thanh khoản nè thì hôm nay thanh khoản rất là thấp, bằng những cái phiên gọi là uh, ảm đạm trước đó thôi. Tại vì sao? Tại vì thực ra nó không có bất ngờ đâu. Tuần này là tuần cần lễ rồi, tuần sau uh, mình sẽ giao dịch hết tuần này thì mình sẽ có năm cái phiên nghỉ lễ và bên cạnh đó chắc chắn sau một cái chuỗi giảm liên tục. Thì bây giờ nhà tư họ cũng sẽ rất là thận trọng trong kể cả quyết định mua lẫn quyết định bán nên cái việc thanh khoản thấp là bình thường. Uh, và với một cái phiên hồi phục uh, hơn 15 điểm thì hầu như các cái nhóm ngành trong phiên ngày hôm nay đều tăng đều tăng nè có điều anh chị để ý xem đi nó không có đồng loạt nha mà nó gọi là phân hóa về mặt biên độ cái biên độ tăng nó không hề đồng đều trong đó nhóm cổ phiếu chứng khoán là cái nhóm mà tăng mạnh nhất tại vì nếu như anh chị nào mà có theo dõi thông tin cuối tuần á thì có rất là nhiều thông tin lợi nhuận về nhóm về nhóm chứng khoán với những cái ngưỡng lợi nhuận tốt nè rồi thêm thông tin vận hành KRX nó xúc tác cho nhóm này rồi, ngay lập tức trở thành cái nhóm bật tăng mạnh nhất và thực ra nhóm chứng khoán á nó là một cái nhóm phát tín hiệu một cái nhóm nhảy nhất với thị trường nên với những cái phiên hồi phục á thì thông thường nhóm chứng khoán là cái nhóm mà gọi là dễ tác động tâm lý nhà tôi nhất nếu như mua kích thích dòng tiền thì tác động vào nhóm chứng khoán là dễ nhất đấy thì hôm nay nhóm chứng khoán đã phát huy đúng cái vai trò của nó khi mà xuất hiện nhiều cổ phiếu tăng trần này rồi biên độ tăng khá là đồng đều ngoài ra thì anh chị thấy à, các cái nhóm ngành còn lại thì biên độ tăng khoảng là dưới hai phần trăm À, nó cũng có thủy sản nè, có à, bảo hiểm nè, có bán lẻ nè, nông lâm ngư là một số cái nhóm tăng tốt. Ở trong khi đó chăm sóc sức khỏe thì hôm nay lại quay đầu giảm nhẹ ha. Ngược chiều thì có một số cái cổ phiếu có tính đầu cơ cao, ví dụ như cổ phiếu à, dòng bất à, động sản thì những cái phiên trước nó tăng trần thì hôm nay là giảm sàn như là WCG nè, là con bé sáng này. những cái con này có tính đầu cơ hơi cao. Còn lại căn bản các cái nhóm ngành đều có sự hồi phục. À, có một vài cái cổ phiếu riêng lẻ, ví dụ như nhóm cổ phiếu à, thực phẩm thì mình có Dabaco nè nhóm cổ phiếu mà liên quan đến xuất khẩu gỗ thì mình có BTB nè nhóm viễn thông thì có CTR mặc dù những cái nhóm ngành đó nó không tăng quá tốt nhưng mà riêng lẻ một vài cổ phiếu này nó thu hút dòng tiền tốt hơn so với phần còn lại thì hôm nay vẫn có độ lan tỏa nhưng mà tính phân hóa còn cao à, như vậy thì như lúc đầu video em có nói sau một cái chuỗi ngày bi quan tuyệt vọng sau một cái chuỗi ngày khô hạn thì hôm nay có thể xem như là cái cơn mưa rào đầu tiên cho nhà đầu tư như trước đó chúng ta đã phân tích với nhau rất là nhiều lần về cái quá trình tạo đáy của thị trường Hầu như các cái nhịp nào mà thị trường có cái mức chiết khấu đâu đó khoảng là tầm 10% đến 15% từ đỉnh á thì cái quá trình tạo đáy nó sẽ có bốn pha chính. Nó sẽ có bốn pha chính anh chị. Đầu tiên là cái pha gọi là giảm mạnh. Và trong cái nhịp giảm mạnh này nó xuất hiện những cái nhịp ép bán, những cái nhịp những cái nhịp cao trào bán để khiến cho nhà đầu tư hoàn toàn tuyệt vọng. Và sau quá trình tuyệt vọng nó đi nó đi qua thì mình sẽ xuất hiện cái nỗ lực hồi phục đầu tiên, cái nhịp hồi kỹ thuật đầu tiên Đấy, và sau nhịp hồ kỹ thuật thì sẽ có quá trình reset lại để kiểm tra cung. Nếu như cung đã suy giảm, đã được hấp thụ tốt trong cái nhịp bán trước đó thì nó sẽ xác nhận bằng một cái nhịp là giá tăng vô tăng, cầu chấp nhận mua lên giá cao. Nói như vậy thì có nếu như mà anh chị nào mới xem video thì có thể mình chưa hình dung thì em sẽ lấy ví dụ những một cái quá trình tạo đáy trong quá khứ để anh chị gọi là dễ dàng hình dung hơn. Đây ví dụ giai đoạn này Em hay lấy cái giai đoạn mà 2020 Em ví dụ cho anh chị Tại vì nó đủ các cái pha luôn Và nó biểu hiện rất là rõ cái tâm lý Cái trạng thái của nhà tôi ở giai đoạn đó Đây là giai đoạn tháng 7 2020 anh chị thấy không Đầu tiên là mình xuất hiện cái gì Một cái nhịp bán cao trào Một cái nhịp bán cũng có sự hoảng loạn Giảm từ 878 Giảm về cái mức thấp nhất là 782 Đây cũng giảm khoảng hơn trăm điểm Thấy không Giảm và có một gap down Một cái gap gọi là cao trào ép bán có sự bi quan tuyệt vọng sau đó mình xuất hiện cái nỗ lực hồi phục đầu tiên mình gọi là cái phiên hồ kỹ thuật á là cái phiên ngày 28 tháng 7. Sau khi hồi phục kỹ thuật anh chị thấy không? Nó không có lên ngay mà nó xuất hiện một cái nhịp reset. Một cái nhịp reset lại, kiểm tra lại cái vùng đáy và anh chị để cái nhịp reset này, cái volume nó thấp hơn cái volume ở đáy trước. Sau đó nó xác nhận phục hồi đi lên bằng một cái cây nến tăng kèm giá tăng volume tăng và sau đó volume nó tăng trưởng trở lại. Volume nó tăng trở lại đó là căn bản của một quá trình tạo đáy các cái pha hoặc là nhịp này chị thấy không nó cũng có cao trào nhịp này nếu như mà tính từ đỉnh giảm xuống á, thì khoảng đâu đó là 15% phần trăm mỗi nhịp giảm rất là mạnh mạnh hơn nhịp này đây sau khi mà cao trào bán xuống xuất hiện nỗ lực hồi phục đầu tiên là phiên ngày 29 tháng 1 rồi có reset có reset là cái phiên ngày 1 tháng 2 và sau đó xác nhận bằng trạng thái là giá tăng vô tăng đấy có thể là cái hình hài về hình nến anh chị thấy không? nó khác không cái hình dạng nến nó khác nhưng mà căn bản các cái pha của một quá trình tạo đáy thì hầu như nó đều diễn ra như vậy hết hoặc là nhịp này chị không đây này giảm hoảng loạn này giảm từ đỉnh hoảng loạn xuống này xuất hiện cái nỗ lực hồi phục đầu tiên là cái phiên ngày 20 tháng 7 đây nó xuất hiện cái nhịp hồi kỹ thuật rồi sau nhịp hồi kỹ thuật thì có một cái nhịp reset lại volume thấp và xác nhận giá tăng volume tăng đi lên đấy là căn bản các cái pha tạo đáy thì quay trở thị trường hiện tại của mình, sau phiên ngày hôm nay thì thị trường nó đang ở pha nào anh chị. Nãy giờ em gọi là nhắc lại quá khứ, nhắc lại lịch sử để anh chị mình nắm được là các cái pha tạo đáy của thị trường nó có các cái bước như vậy. Thì quay lại thị trường hôm nay. Xem thử là nó đang ở cái pha nào. Thì hôm nay anh chị để cho em á, nếu như mà anh chị nhìn về cái nến á thì có thể thấy là cái nến này không đẹp đâu. Cái nến hôm nay nếu như mà chỉ nhìn về cái cây nến nha, mình không có biết cái cái trước đó thị trường mình như nào, mình chỉ nhìn một cái cây nến ngày hôm nay á thì nó lại không đẹp. Vì sao? Tại vì thị trường hôm nay năm mở gáp tăng từ đầu phiên 12 điểm Mở gáp tăng 12 điểm và đóng nến tăng 15 điểm Thì tức là nó chỉ tăng được khoảng 3 điểm so với mức giá đầu ngày Nên cái biên độ cái nến hôm nay nó không có lớn Thấy không? Cái thân nến nó hẹp cái Có có bóng nến dưới và bóng nến trên Tại vì khi mà thị trường mình chạm về cái ngưỡng cao nhất trong phiên ngày hôm nay Là qua 1193 thì nó có cái lực chốt xuống Tạo một cái đuôi trên này Đấy rồi, cái thân nến hôm nay nó hẹp là tại vì ngay từ đầu thị trường mình mở gấp ấp rồi. Nó mở gấp ấp thì nó mở cửa đâu đó là quanh tầm à, à 1, 186 Đấy, thì mở gấp ấp ra mất rồi thì đâu có còn có thể kéo mạnh. Cho dù có kéo lên 15 điểm thì cũng chỉ tăng được sau so cái mức giá mở cửa là 3 điểm thôi. Nên cái thân nến nó hẹp. Do đó thì cây nến hôm nay nó không phải là một cây nến quá đẹp nếu như chỉ nhìn về nến. Nhưng xét về biên độ, biên tăng 15 điểm, 1.31%. Khối lượng và độ lan tỏa có sự hồi phục đồng loạt thì hôm nay đạt điều kiện là một cái phiên hồi kỹ thuật quay trở lại lúc nãy mình có nói với nhau đây trong cái bản tin thị trường mỗi ngày em cũng có cập nhật liên tục với mọi người về cái pha tạo đáy em có nói rất là rõ đây bốn pha chính giảm mạnh này thì mình đã đi qua pha giảm mạnh chưa anh chị đi qua rồi thậm chí ngày hôm thứ sáu có gáp đau nỗ lực hồi phục đầu tiên hay còn gọi là hồ kỹ thuật reset và xác nhận thì mình đang trong cái pha này mình đang trong cái pha nỗ lực hồi phục đầu tiên mình đang trong cái nhịp hồ kỹ thuật đầu tiên đó là cái anh chị nắm sau phiên ngày hôm nay và phiên ngày hôm nay đạt điều kiện là một phiên hồ kỹ thuật mặc dù cây nến nó không đẹp về biên độ về khối lượng và về độ lan tỏa từ hôm nay đủ nha và nếu như anh chị nào mà có theo dõi á, thì mình biết là cái phiên ngày thứ sáu vừa rồi ngày 19 tháng 4 là anh chị nhớ không nó kéo thời điểm khoảng 2 giờ là kéo gần sát tham chiếu luôn trước khi nó bị bán cuối ngày. Mặc dù bị bán cuối ngày nhưng mà thực tế thị trường mình đóng nến vẫn có một cái đuôi nến dưới nè, gọi là vẫn có rút chân nến chị. Vẫn có rút chân nè, vẫn có rút chân nhẹ từ 1166 mà lên tầm 1175. Đấy có rút chân nhẹ khoảng 9 điểm. Thì sau một phiên rút chân và volume lớn, hôm nay tạo một cây nến tăng thì nó có cái sự tiếp diễn với mặt lực cầu nha. Tức là hôm nay có cái sự tiếp diễn với mặt lực cầu của cái cầu giá thấp này này, nó có chấp nhận nó mua lên. Đó là cái điểm tích cực sau một cái rút chân là một cái nến tăng cho thấy là lực cầu có sự tiếp diễn à, nhưng mà có một cái vấn đề nhiều anh chị hỏi em rằng á volume hôm nay thấp quá một nhịp tăng mà volume thấp như vậy á, thì nó có rủi ro hay không thì anh chị nên nhớ cái nhịp hồi kỹ thuật á, thì anh chị cũng đừng có kỳ vọng quá nhiều hầu hết các cái nhịp hồi đầu tiên trong quá khứ kể cả những giai đoạn tạo đáy thành công đi lên luôn á, thì cái phiên hồi kỹ thuật volume rất thấp em lấy ví dụ gần đây nhất đi là cái phiên ngày 19 tháng 12 sau một chuỗi giảm liên tục xuất hiện cái phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên sẽ volume không? thấp hơn trung bình. Để hát lại nhịp này, phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên này, volume như thế nào? Rất thấp. Thấp hơn trung bình này. Hoặc là nhịp này. Thấy không? Cái cây đến tăng 56 điểm như volume như thế nào? Volume thấp hơn trung bình. Nó chỉ có đâu một vài phiên gọi là riêng biệt là ví dụ như phiên ngày 16 tháng 11 là cái phiên đó Nỗ lực hồi phục đầu tiên của nó volume rất lớn cao hơn trung bình luôn à, thì tại vì cái phiên đó cái nhịp đó khá là đặc biệt thị trường mình đã, đã chỉnh rất mạnh nha nó chỉnh từ 1.500 nếu mà đo cái nhịp từ đỉnh xuống đáy á, là 1.500 về lại 870 thì nhịp đã giảm 40 phần trăm sau đó tải đi lên thì hầu như các cổ phiếu nó đều có một cái mức chiết khấu rất mạnh các cổ phiếu nó về giá rẻ thì nhịp đó nó khác còn thông thường những cái giai đoạn mà chỉnh tầm 10 15 phần trăm thì ở cái nhịp hộ phục đầu tiên cái, cái nhịp hồi kỹ thuật á, thì volume nó sẽ thấp đang chỉ xét lại quá khứ cho em đi hầu hết cái nhịp hồi phục đầu tiên là cái volume nó sẽ thấp vì sao tại vì anh chị hình dung nha xong cái đà giảm tầm 10 15 phần trăm thì cung bắt đầu nó sẽ chững lại ai muốn bán thì họ đã bán ở những cây này họ đã bán ở những cây này Bắt đầu khi mà về hỗ trợ thì họ sẽ tạm dừng bán, họ không muốn bán nữa và họ sẽ xem cái phản ứng của thị trường mình quanh hỗ trợ như thế nào. Tại vì cái ngưỡng qua 1.100 này nó có cái nền giá và nó có cái đường xu hướng dài hạn, nó cũng là một cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Thì về đây họ tạm ngừng bán, họ theo dõi. Thì tạm thời cung nó đang ngừng bán nên chỉ cần một cái lượng cầu nhỏ đổ vào thì cũng sẽ giúp cổ phiếu và thị trường mình bật lên rất là nhanh. Và bên cạnh đó, tuần này là tuần cận kỳ nghỉ lễ, mình sẽ có 5 ngày nghỉ nên nhà tôi họ cũng sẽ gọi là không có giao dịch quá nhiều Dẫn đến thanh khoản hôm nay thấp Và volume thấp là bình thường Anh chị có xác định cho em Nhịp hồ kỹ thuật volume thấp là bình thường Đấy Nên hôm nay về yếu tố volume Thì em xác nhận là bình thường Và đúng cho cái nhịp hồ kỹ thuật Nó không có vấn đề gì Anh chị đừng gọi là quá à, Gọi là đặt cao cái vai trò của phiên hồ kỹ thuật đừng có thành thần đừng có thành thần à thần thanh hóa quá cái phiên hồ kỹ thuật vì sao nhịp bật kỹ thuật chỉ là một cái tín hiệu cho thấy là cung đã dừng bán và bắt đầu có tiền vào nói một cách nôm na một cách đơn giản dễ hiểu nhất thì giảm quá thì hồi thôi giảm quá thì hồi thôi nhịp bật đầu tiên nó có ý nghĩa như vậy thì giờ nó giảm quá không ai bán nữa thì nó hồi thôi đấy nó chỉ có cái biểu hiện cho thấy là ngừng bán và bắt đầu có một cái dòng tiền cải thiện hơn tham gia vào cái quan trọng là sau đó khi xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật rồi những cái quá trình phục hồi đi lên bắt đầu chạm về những cái ngưỡng cản phía trên này, thì cái lực bán nó như thế nào, cái lực cầu nó có tiếp tục mua lên nữa hay không mới là cái mấu chốt cho cái nhịp tạo đáy và hầu như á, sau nhịp bậc kỹ thuật thì rất là hiếm cái trường hợp thị trường mình có thể lên luôn được mà thông thường chạm về những cái vùng cung phía trên nó sẽ bị tán lại nó sẽ về bán lại để kiểm tra xem là cái lượng cung ở vùng đáy trước đã được hấp thụ chưa thì nếu như cung ở vùng đáy trước đã được hấp thụ tốt á, thì phía sau nó mới có thể kéo lên được bằng một cái nhịp xác nhận giá tăng volume tăng Đấy nên phiên phi hồ kỹ thuật thì em hay nói mọi người là một cái điều kiện cần để thị trường mình có thể tạo đáy Tại vì muốn tạo đáy đơn giản là phải dừng bán đã Phải dừng giảm đã thì mới tạo đáy được Thì bây giờ mình có hồ kỹ thuật thì đồng nghĩa với việc là mình đã tạm dừng giảm rồi Tạm dừng bán rồi Nhưng mà để xác nhận tạo đáy thì nó sẽ còn rất nhiều điều kiện phía sau Chứ không phải là phiên hồ kỹ thuật là xác nhận thị trường mình nó đã tạo đáy xong rồi Cái quan trọng là đặc biệt ở cái nhịp bán reset lại đó thì nó có gọi là phủ nhận hoàn toàn cái nỗ lực hồi phục trước đó hay không? Mình có phải là đếm lại phiên hay không? đó mới quan trọng nên sau phiên ngày hôm nay mình xác nhận là một phiên hồi kỹ thuật và cái điểm đến cho cái nhịp hồi này cũng là một trong những yếu tố mà khá là nhiều anh chị quan tâm á tại vì hồi thì phải hồi về đâu đúng không sau khi hồi thì mình quan tâm nó hồi về đâu thì trước mắt anh chị chú ý cho em cái vùng mà tầm qua một hai trăm này Qua một hai trăm đến cái ngưỡng tầm một hai trăm mỗi ít á đây là cái điểm đến mà em kỳ vọng cho cái nhịp hồi phục kỹ thuật này vì sao? 1200 thứ nhất nó là một cái con số chẵn, một cái con số mà có mức độ tác động về mặt tâm lý. Viên 1 1200 quá quen thuộc rồi, cứ loanh quanh 1200 nên chắc chắn 1200 nó vẫn sẽ là một cái mốc tâm lý. Và bên cạnh đó, cái phiên ngày 16 tháng 4 á, thị trường mình nó có cái nỗ lực rút chân quanh mình quanh cái vùng 1200 rồi sau đó bị phủ nhận. Tức là có một cái lượng cầu bắt đáy thất bại quanh đây này. Hầu như cái lượng bắt đáy của cái phiên ngày 16 tháng 4 là lỗ hết. Là lỗ hết cho nên khi mà nó phục hồi đi lên thì nó sẽ chạm phải cái lượng cùng đến từ cái lượng bắt đáy thất bại trước đó nên cái ngưỡng tầm 1.200 đến 1 một ít đó, là cái vùng mà gọi là kháng cự ngắn hạn để đo cái sức mạnh lực cầu nó có dám mua lên tiếp hay không và khả năng rất là cao thì chạm về quanh cái ngưỡng này nó sẽ bị bán ngược trở lại để xuất hiện cái nhịp reset đúng như cái pha tạo đáy của thị trường đấy và nhiều anh chị hỏi em rằng sau phiên ngày hôm nay á thì mình có kỳ vọng cho cái khả năng thị trường mình tạo đáy cao hay chưa thì chưa chưa ha quan điểm cá nhân của em thì chưa Tại vì đơn giản á, là sau cái nhịp gãy thốc vừa rồi Một cái nhịp gãy hơn 100 điểm từ vùng đỉnh và gãy rất nhanh nha Gãy trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thì vẫn sẽ có một cái cơ số tương đối nhà tôi họ bị kẹp hàng ở trên Sẽ có một cái lượng cung dày chờ bán ở trên Đấy, Đa phần cổ phiếu nó rơi rất nhanh nha thị trường mình giảm thế này anh chị cứ chép qua cho em đi cổ phiếu nó rơi tầm khoảng 15 20 từ đỉnh và thậm chí có những cái cổ phiếu rơi mạnh hơn rơi tầm 25 30 là có nếu như mà tính từ cái vùng đỉnh mà 1108 x thì khi mà rơi với biên độ lớn như vậy thì không phải ai cũng bán kịp sẽ có một cái lượng chưa bán kịp họ kẹp hàng trên này và những cái nhịp nỗ lực hồi phục đi lên như vậy thì họ sẽ canh họ bán ra từ đó nó xuất hiện những cái nhịp reset như mình kỳ vọng đấy và vindex sẽ cần thời gian để xác lập một cái vùng cân bằng quanh đây nó sẽ cần cái vùng xác lọc tạo đáy Rồi nó mới đi lên tiếp được Chứ anh chị gọi là đừng có hy vọng quá nhiều vào một cái phiên và xác nhận thị trường tạo đáy Tạo đáy nó là một quá trình, nó không phải là một phiên Cũng giống như tạo đỉnh nó là một quá trình, nó không phải là một phiên Đấy nên sau phiên ngày hôm nay thì tạm thời mình cũng có thể gọi là thở phạt Tại vì ít nhất đối với cái phe mà căng hàng, cái phe mà căng margin Thì mình có cơ hội mình được bán ra ở cái mức giá tốt hơn Mình có thể cơ cấu lại danh mục ở một cái mức giá tốt hơn Còn đối với phe mua thì em chị cũng đừng có gọi là bị quá nóng lòng đừng có quá nóng lòng ha nếu như mà chị mà muốn theo dõi ngắn hạn hơn á thì mình mở cho em cái khung đồ thị một giờ ra nếu theo dõi trong phiên á, thì thường theo dõi khung đồ thị một giờ để mình xem thử là đáy một đáy hai như thế nào đấy thì để cho em những cái nhịp mà nếu mà muốn cân bằng tạo đáy và có cái nhịp hồi ngắn hạn á, thì thông thường ít nhất phải có hai đáy ít nhất phải có hai đáy thậm chí là ba đáy chứ còn cái xác suất mà sau khi có một đáy mà lên luôn á, thì rất là thấp và khung đồ thị một giờ hiện tại của mình mình chỉ mới có một đáy thôi đây còn thậm chí khung ngày mình chưa thấy đáy một nữa nếu mình nhìn về khung ngày chưa có đáy một à, khung đồ thị một giờ thì mình có một đáy này Thế nên mình kỳ vọng là khi nó hồi về tầm 1 1200 một 200 đây nó sẽ có một cái nhịp reset lại và nhịp reset này cái mấu chốt quan trọng cho cái nhịp reset đó là cái volume trong cái nhịp kiểm tra lại cung á, thì yếu tố quan trọng nhất là volume có thể là đáy sâu thấp hơn đáy trước đáy sâu cao hơn đáy trước nhưng mà volume cần phải có cái sự suy giảm cho thấy là cung nó đã được hấp thụ tốt thì sau đó mới cân bằng và đi lên được cái nhịp retest đó thực ra nó mang hàm ý là để họ kiểm tra thử là xem cái cung còn bán mạnh hay không thì nếu như cung không còn bán mạnh đồng nghĩa với việc là đã bị rủ ra tương đối trong cái nhịp chỉnh trước đó thì họ sẽ mạnh dạng họ kéo lên còn bây giờ kiểm tra lại cung thì thấy ôi còn kẹp hàng nhiều quá còn bán nhiều quá thì họ cũng sẽ không có dạ gì họ kéo lên ngay mà họ có thể là hai đáy ba đáy họ vần qua đây một thời gian để nhà tôi họ, họ mất kiên nhận họ bán ra hết thì phía sau nó mới có thể kéo lên được Đấy, vì đơn giản anh chị bây giờ muốn kéo lên, anh chị giả sử mình là tạo lập, mình là lá đi, mình muốn kéo lên thì mình phải biết được là bây giờ nhỏ lẻ có còn cầm nhiều hàng hay không thì mới dám kéo chứ. À, mình chưa biết là nhỏ lẻ có cầm nhiều hàng hay không mà mình kéo lên quá sớm thì chẳng khác nào mình tạo cơ hội cho họ chốt vào đầu mình hết. Đấy, nên những cái nhịp reset nó sẽ có cái ý nghĩa như vậy. Anh chị nhìn trong quá khứ đi. Hầu hết mà những cái nhịp xong cái đà rơi đi, xong cái đà rơi mà muốn đi lên á thì thông thường nó sẽ có những cái nhịp reset chứ nó rất là hiếm cái trường hợp nào mà nó gọi là nó lên ngay lập tức được ví dụ đợt này cũng giảm rất là thốc nè giảm rất là thốc nè có một cái phiên rơi một cái cây rơi khoảng 41 điểm chị thấy không nó cũng test lại một đáy nè một đáy nè đấy rồi đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng mà cái volume bán nó sụt giảm thì nó mới cân bằng đi lên được ít nhất là hai đáy thậm chí sẽ có một vài trường hợp nó ba lấy nên yên tâm là sau phiên ngày hôm nay không có bỏ không có bỏ rơi ai hết không có ai không có lên tàu kịp đâu à, căn bản là sau một cái đà rơi mạnh như vậy thì thị trường mình sẽ không lên được ngay mà nó sẽ cần thời gian để nó cân bằng nó hấp thụ lại nên chị cũng gọi là đừng có gọi là quá nung nóng quá ha đối với cái tỷ trọng cổ phiếu giai đoạn hiện tại thì em vẫn giữ quan điểm là duy trì ở cái ngưỡng là trung bình thấp cho đến khi nào nó xuất hiện cái vùng cân bằng thì mình mới xem xét là mình mua thêm hoặc là mình mua trading hạ giá vốn bớt những cái cổ phiếu đạn vừa rồi mình chưa xử lý kịp mình vẫn đang còn nắm những cái cổ phiếu bị âm nhiều thì nếu như anh chị nào có nhớ thì em có nói rồi cái vùng này á nó bị sai điểm bán ngắn hạn rồi hầu hết các cái cổ phiếu nếu như mà chạm stop loss đạn vừa rồi anh chị không bán kịp á, thì trong vòng hai phiên nó có thể cuốn thành một cái khoản lỗ tầm 10-15% thì bắt đầu khi mà thị trường mình đã giảm về những cái ngưỡng sâu như một nghìn một trăm sâu ít cũng có nhiều anh chị nhắn tin hỏi em là bây giờ có bán hay không thì nó luôn là vùng này bây giờ bán là rất dễ hồi nha thậm chí trong video cuối tuần cái video cái tiêu đề của em là gì là thị trường sẽ hồi tuần sau em đã nói về nhịp hồi này rồi rất dễ hồi vùng này rất là dễ hồi hồi ở đây không phải là một cái nhịp tạo đá và đi lên luôn nó chỉ đơn thuần là giảm quá và hồi thôi nhưng mà nếu như anh chị bây giờ mới bán á rất là dễ dẫn đến tình huống là bán xong nó hồi giống như bán ngay đấy vậy thì tâm lý lúc đó sức ép nó sẽ rất là lớn thì em có nói luôn cái câu chuyện về tỷ trọng nó sẽ là mấu chốt quyết định là bây giờ mọi người có bán hay không nếu như tỷ trọng mọi người dưới 50 phần trăm đây trong bản tin thị trường em cũng có nói luôn và trong nhận định mỗi ngày em cũng có nói đây em có nói chứ không phải là hôm nay hồ rồi em mới nói ha đối với các cổ phiếu âm um, 70 phần từ stop loss và về các cái vùng hỗ trợ trong trường hợp tỷ trọng cổ phiếu mọi người dưới 50 phần trăm có thể tạm theo dõi chờ cái nhịp hồi ngắn để bán còn trường hợp full cổ full margin thì buộc phải xử lý thôi. Cái trường hợp này mình là ở thế bị động rồi. Full cổ là gì? Là bây giờ đang nắm full tỷ trọng cổ phiếu không có còn sức mua, full margin thì khi đó chủ động ra 30% hoặc 50% để đưa cái tỷ trọng tài khoản về cái ngưỡng có thể kiểm soát được. Cũng sẽ không có bán nhiều quá nữa tại vì về những cái ngưỡng này là những cái ngưỡng gọi là quá bán, những cái ngưỡng hỗ trợ rồi nó sẽ rất là dễ hồi. Bán như vậy thì rất là dễ bán xong nó hồi thì tâm lý mọi người sẽ ép nó nhiều em nói là trừ trường hợp mọi người đang full cổ, đang full margin thì thôi cứ hạ ra 30% cho em, cầm cái sức mua đó để giai đoạn phía sau nó nó cân bằng tạo đáy thì mình có thể cân nhắc mình mua lại à, và cái tâm lý mọi người cũng thoải mái hơn. Chứ ví dụ như hôm nay không phải là một phiên hồi và một cái phiên ép xuống tiếp á, thì sẽ xuất hiện tài khoản bị khôn rồi. Anh chị nào mà đảng trước chỉ cần sử dụng tỷ lệ tài khoản tầm 0.5-0.6 thì qua cái nhịp chỉnh này là bắt đầu bị khôn rồi nha. Cái khúc trên này nè, mọi người mà nắm tầm tỷ lệ tài khoản tầm 0.5-0.6 thì giảm vài là bị khôn rồi. Trừ trường hợp mình ở đây trên này mà nắm tầm 0.8, 0.9 Ở cái ngưỡng rất là an toàn thì bây giờ chưa khôn thôi Chứ còn nắm nắm mà 0.5, 0.6 mà không có bán gì ở đạn vừa rồi thì chắc chắn là sẽ bắt đầu bị khôn Mà một khi bị khôn là bắt buộc bị bán rồi Nó không có còn ở cái thế chủ động nữa mà mình ở cái thế bị động Một là nạp tiền vào, hai là phải bán cổ phiếu ra Đấy thì cái việc mà đưa tỷ trọng cổ phiếu về cái ngưỡng kiểm soát được thì mình đã nhắc đi nhắc lại Mình nói từ trên này nha, từ cái nhịp mà thị trường nó phủ nhận cái gáp 1160 đến 170 rồi sau đó tiếp đến là cái nhịp hồi phục ngắn này thì nó đi nó lại rất là nhiều về quá trình là đưa thị trọng về thấp còn khi về đây là gọi là vẫn sẽ có một số anh chị là không không phải ai cũng xử lý kịp hết vẫn sẽ có một số anh chị chưa xử lý kịp thì mình đưa cái hướng cho những anh chị chưa xử lý kịp á là tùy thị trọng cổ phiếu nếu như dưới 50 phần trăm thì có thể theo dõi chờ cái nhịp hồi ra rồi cơ cấu nó đỡ thiệt hại hơn còn trong trường hợp mà full mà nhiều quá thì buộc phải đảo ra một phần giữ cái sức mua và ở những cái nhịp bật lên đầu tiên Những cái nỗ lực hồi phục lên đầu tiên á Thì cái hành động phù hợp nhất là gì? Thì ở cái nỗ lực hồi phục lên đầu tiên á Nó là cái nhịp để cơ cấu danh mục Nó là cái nhịp phù hợp nhất để cơ cấu danh mục Đặc biệt là những cái tài khoản nắm nhiều Đặc biệt là những cái tài khoản nắm dài quá Một list cổ phiếu mười mấy hai mươi cổ Thì những cái nhịp bật đầu tiên này là cái thời điểm để mọi người xử lý, mọi người cơ cấu lại danh mục, mọi người dành một cái phần sức mua để mọi người có thể gọi là tấn công trong cái nhịp retest phía sau thị trường mình đây giả sử đạn rồi mình không xử lý kịp lúc nó về đây mình gọi là mình nằm yên nhưng khi nó bật lên như vậy thì mình không nên nằm yên nữa mình sẽ chủ động mình đảo ra bớt cổ phiếu đặc biệt là những cái cổ phiếu mình thấy là cái sức mạnh giá của nó kém mình đảo ra bớt hoặc là cái list cổ phiếu mình đã dài quá thì mình có thể cơ cấu làm gọn bớt những cái con mình nắm ít những cái con mọi người nắm tầm 10 20 phần trăm tỷ trọng thì mình có thể bán ra luôn cũng được làm gọn lại một cái list khoảng tầm 5 7 mã thôi tối đa thôi hoặc là dưới năm mã thì quá tốt thì dưới năm mã mọi người mới có thể theo dõi và mọi người xử lý trong phiên được còn nhiều hơn thì em chắc chắn mọi người không có xử lý kịp đâu mình nhìn một lúc mà mười mấy mã là không biết bán từ đâu và thường sẽ chọn ôm luôn nhưng mà dưới năm mã thì ít nhất mình sẽ xử lý được ba mã còn hai mã còn lại thì phía sau xử lý sau đó nên giai đoạn đầu cái nhịp bật lên đầu tiên thì hành động ưu tiên nhất là có thể là cơ cấu và hạ tỷ trọng danh mục nếu như tỷ trọng mình đang cao xử lý danh mục nếu như nắm tài khoản nắm quá nhiều cổ phiếu còn nhịp bật lên đầu tiên thì cá nhân em không có ưu tiên cho mua đuổi không có ưu tiên cho mua mới quá nhiều sáng ngày hôm nay khi nhận định về thị trường em cũng có nói luôn đây cuối tuần có khá là nhiều thông tin nếu như neo được giá tầm trên 1180 sẽ có nhịp hồi đủ biên về qua 1200 trước khi gặp áp lực bán retest lại còn trong trường hợp nếu lên xình giá thấp á, thì khả năng sẽ cần tìm về một vùng cầu tốt hơn vì cuối tuần có quá nhiều thông tin tích cực rồi và điểm trừ là tuần này thanh khoản nó sẽ khó sôi động do số đông nhà tư thận trọng sau một cái đà bán và có kỳ nghỉ lễ à, sáng nay thì em vẫn chưa có view mua thêm gì Đặc biệt là nó đã hồi sớm từ đầu ngày như vậy Vì sao em không view mua thêm gì Tại vì ở cái nhịp bậc đầu tiên á Một là mọi người gọi là Bắt dao rơi ở cây này Thì có thể mọi người kịp tê nha Mọi người bắt dao rơi ở cây này nè Có thể mọi người kịp tê Cái hôm nay em có nói đùa với anh chị là phiêu hôm nay 5 năm Em thì em không có view mua rồi Nhưng mà một số anh chị thích bắt quá thì em nói là Một khi bắt là không có sợ nha Bắt đấy là không có sợ, còn sợ thì không bắt đấy Vì bắt đấy nó không có một cái phương pháp nào cả Chấp nhận bắt thì chia tỷ rộng ra phiên này là cái phiên giảm quá nhiều thì khả năng nó sẽ có hồi đây em có nói luôn ba ngày trước là phiên thứ sáu nè những phiên này 5 năm do cũng rơi quá rồi dễ có hồ kỹ thuật lắm nhưng mà thuộc dạng trò chơi mạo hiểm không dành cho người yếu tim và tỷ trọng mua cũng rất là nhỏ còn em thì em chờ em nói luôn em là em chờ khi nào có lấy một em mới tham gia em mới cân nhắc cho cái nhịp reset đấy thì cái cây này có thể mọi người kịp tê nhưng mà một khi đã có hồ kỹ thuật rồi mọi người muốn mua thì nên chờ trạng thái reset nha. Một khi đã xuất hiện cái phiên hồ kỹ thuật rồi mà mọi người chưa có mua gì trước đó thì mọi người nên chờ cái nhịp retest phía sau. Mọi người mua đuổi ở phiên hồ kỹ thuật và mọi người mua sau phiên hồ kỹ thuật khi nó chưa chỉnh thì sẽ rất là dễ bị dính kẹp tê cộng nếu như đó là một cái phiên tạo ra thất bại, một cái pha bull trap. Em ví dụ trong quá khứ cho anh chị này. Đây giống như đợt này đi, mình bảo em, mình không thấy chặt phía sau đúng không? Thì trong cái trình giảm này có gap down này, phiên này bật lên đây phiên này bật lên reset à không nhịp này nhịp này này phiên này bật lên đây trước đó là có một quá trình giảm nè ba cây liên tục nếu như mà tính từ đỉnh xuống luôn á là đâu đó cũng khoảng tầm 13% phần trăm, thấy không xuất hiện cái phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên nè biên độ là 20 điểm 186% đủ biên độ volume thì gần trung bình cũng là đạt volume thì chị thấy không sau phiên này á mà nó chưa có nhịp reset lại anh chị mua cây này mua cây này hay mua cây này đều lỗ hết nó rơi một phiên xuống là lỗ luôn không có bán kịp nha đa phần là không bán kịp mua đủ và viên hồ kỹ thuật hoặc là mua sau phiên hồ kỹ thuật khi nó chưa có trạng thái reset thì rất dễ bán hàng không kịp đây hoặc là đây hồ kỹ thuật nè mua sau phiên hồ kỹ thuật nè lỗ thậm chí là cái pha tạo đáy mà nổi tiếng giai đoạn 2022 nha tháng 11 2022 thì xem mặc dù nhịp bật đầu tiên lên rất là mạnh sau đó nó cũng sẽ cần cái pha reset trước khi xác nhận trở lại đấy nên thông thường sau khi đã xuất hiện hồ kỹ thuật thì mua nên ưu tiên ở nhịp reset bắt test phía sau còn hạn chế mua ở một hai phiên sau đó nếu nó giữ giá ví dụ giả sử như ngày mai vẫn có thể tăng nha ngày mai ngày mốt vẫn có thể tăng để nó tiến về cái ngưỡng kỳ vọng của mình là qua 1200 đến 1200 mỗi x nhưng mà mua ở những cái phiên sau đó thì nó sẽ rất là dễ không kịp về t cộng nên tạm thời cái nhịp bật lên đầu tiên thì quan điểm cá nhân của em vẫn là cái quan điểm là cơ cấu bớt hạ tỷ trọng và mua thì ưu tiên ở nhịp retest phía sau bắt đầu thì sau phiên ngày hôm nay mọi người cũng sẽ thấy được là một số cổ phiếu nó có cái độ bật tốt hơn so với phần còn lại rồi đấy Đấy, như em nói là thị trường mình nó còn rơi á, thì cũng sẽ chưa biết cổ phiếu nào mạnh, cổ phiếu nào yếu đâu Nhưng bắt đầu nó có thể cân bằng, nó tạo đáy một Nó reset á, thì bắt đầu sẽ lộ diện những cái cổ phiếu khỏe hơn Đặc biệt là ưu tiên những cái cổ phiếu mà có cái độ bật tốt quanh hỗ trợ Thì hôm nay có thể nói dòng chứng khoán là dòng bật mạnh nhất ha Dòng chứng khoán hôm nay là cái dòng cổ phiếu mà có cái độ bật mạnh nhất Tại vì nó là dòng nhảy với thị trường Thực ra hôm nay dòng chứng mà không bật thì nó cũng sẽ không có kéo tiền vào được đâu Tại vì thực tế là phiên sáng ngày hôm nay khi mà mở gáp á Thị trường mình nó vẫn rất là lình xình nha lúc đó chứng khoán chưa kéo mạnh nó lình xình rồi nó thậm chí là nó lùi xuống nè về cái ngưỡng quanh tầm một nhưng bắt đầu vào phiên chiều dòng chứng nó kéo tiền vào thì nó mới kích hoạt lan tỏa sang những nhóm ngành khác hôm nay thì dòng chứng bật mạnh nhưng mà thực tế chị thấy đa phần các cổ phiếu nó mới chỉ trả lại cái cây thứ sáu thôi kể cả có tăng trần như fts nha và để cho em những cái nhịp bán trước đó của fts là những nhịp bán volume lớn nha sau khi mà nó rằng to tích lũy thất bại quanh cái biên độ tầm 58 đến tầm 65 thì FTS bị bán xuống với khối lượng rất lớn một cây nè hai cây nè ba cây nè khối lượng bán rất là lớn thì với cái dạng bán như thế này anh chị cũng đừng có kỳ vọng quá nhiều là nó sẽ lên luôn nó sẽ vượt nền tích cực nha trong tình huống mà tích cực á, thì FTS ở nhịp hồi này nó sẽ hồi tiếp được về cái biên biên dưới ở đạn vừa rồi là khoảng quanh tầm 56 nó sẽ hồi được về quanh đây và sẽ có cái lượng bắt đáy thất bại quanh đây nè anh chị thấy không cái lượng mà bắt đáy quanh 56 57 của FTS rất là lớn nên khi mà cổ phiếu nó hồi phục về đó thì nó sẽ có cái lực bán đến từ những nhà tư họ kẹp hàng thôi và ở cái nhịp bậc đầu tiên này đối với FTS đó, thì kỳ vọng của nó sẽ về được cái vùng giá tầm 56 tầm 56 ha tại vì hôm nay nó cũng quay về được cái mức giá gần cao nhất của cây bị đốt bị chốt ngược ngày hôm qua tức là khả năng là cho cái lượng mà thậm chí là đu giá cao cây thứ sáu có cơ hội bán được thì nhiều khả năng nó sẽ hồi tiếp được về tầm giá là quanh 56 à, nên ai có hàng thì chú ý cho em cái ngưỡng này nếu như muốn cơ cấu và thực ra nha một lần nữa sẽ tùy tỷ trọng nếu như tỷ trọng mọi người nhỏ thì mọi người có thể chờ tiếp là về quanh 56 nhưng mà trong trường hợp mọi người đang full cổ FTS á, thì thực ra sau cây ngày hôm nay có thể hạ bớt ra được rồi có thể hạ bớt được sau cây bật ngày hôm nay được rồi ngày hôm nay được rồi chứ cũng không có cần thiết phải căng ke giá quá nhiều nữa và nhóm chứng khoán thực ra nó cũng chỉ mới có đáy một thôi Nhìn ở khung đồ thị một giờ để mọi người thấy rõ hơn nè Ví dụ như FTS nè Đây nó chỉ mới có test là cái gap down hôm trước mở ra thôi Nên nó tích cực nó sẽ về được tầm 55 Trước khi nó sẽ xuất hiện một cái nhịp restart lại à, Rồi uh, Vin đi nó cũng tăng trần nè Giảm quá rồi thì hồi thôi Cái này giảm quá rồi Vin đi là giảm quá luôn á Chưa kịp tăng đã giảm rồi à, Con này thì gãy nền ha cái vùng gọi là cung dày nhất của VND sẽ là vùng giá quan tâm 21 năm hội tụ với đường xuống dài hạn nữa này còn trong ngắn hạn thì nó sẽ có cái gáp quan tâm giá 20.5 nó sẽ có hai ngưỡng ngắn hạn đối với hai 20.5 và ngưỡng 21.5 đến 22 thì nếu như mình muốn hạ tỷ trọng thì mình có thể chia ra chia ra chia ra ha chia tỷ trọng ra còn ở nhịp bộ đầu tiên thì cá nhân em sẽ chưa có khuyến nghị gì cho cái cái quá trình mua mới nha mua mới thì xem cho em là khi nó chạm vào những cái ngưỡng này lực bán của nó như thế nào nó bán volume thấp xuống á, thì mình sẽ canh nhịp hai mình đánh được À uh, rồi, đối với cổ phiếu uh, HCM này cũng bật lên rất là mạnh nè. Hầu như dòng chứng này vừa rồi đánh gãy nền hết. Có chắc có được cái con CT là còn giữ nền thôi, còn lại thì hầu hết dòng chứng đều gãy nền, nên sau khi nó gãy nền, nó bật lại á thì cái nền giá trước đó của cổ phiếu sẽ trở thành kháng cự. Ví dụ đối với con HCM này thì nó sẽ có cái vùng kháng cự là quanh tầm giá 27 27.5 này, quanh đây 27.5 là cái vùng cản mọi người theo dõi cho cái nhịp phục phục đầu tiên Và hầu như dòng chứng thì mới có đáy một thôi nên mọi người cũng sẽ không cần vội mua ờ, Nếu như chị nào có nhớ hôm trước em nói là dòng chứng khoán thì khả năng là giai đoạn tuần này nè Là cái giai đoạn mà cũng cao điểm báo các tài chính thì nó sẽ thu hút được dòng tiền ngắn hạn Nhưng mà dòng tiền này á nó sẽ mang tính trước ngắn hạn thôi Tại vì cái báo cáo tài chính của dòng chứng khoán thực tế nó cũng đã phản ánh một phần trong cái quá trình tăng giá giai đoạn vừa rồi À, giống như những nhịp hồi cuối này mà mình đu theo báo cáo á, thì thường sẽ khó lắm dòng chứng mà gọi là muốn ổn định và tạo là một cái trend tăng lại á, thì buộc nó phải quay về được cái nền giá trên này nó phải giữ nó phải quay về được cái nền giá trên này á, thì xem như đây là một nhịp rũ còn nó giao dịch dưới cái nền giá này thì thực tế nó vẫn chỉ là những cái nhịp hồi ngắn hạn thôi thì hôm nay chủ yếu là em sẽ xác định những cái vùng cản của các cái cổ phiếu để mọi người nếu như mà muốn cân nhắc cơ cấu thì mình có thể cơ cấu ra còn mua thì quan điểm của em như vậy ha là em sẽ tiếp tục cập nhật trong các cái video để mọi người gọi là có thể chủ động theo dõi nè vít nè vít thì nó sẽ cái vùng của nó sẽ tầm giá quanh 18 nếu mà vít có thể hồ được về tầm 18 rồi hạn chỉnh thì sẽ đẹp hơn có thể em nghĩ là nó sẽ reset lại tầm giá 16 ít thì mình sẽ cân nhắc cái nhịp hai được nói chung đoạn vừa rồi em thấy dòng chứng bị bán volume lớn ấy, chứ không phải volume nhỏ đâu nên đoạn này thì mình cũng sẽ không có cần thiết phải quá vội vàng CTS thì thực ra cái gác này bị lấp là yếu nha anh chị Cái gáp này của CTS bị lấp là yếu đấy Nên những cái nhịp bật ngắn mọi người có thể Nếu mà tiểu trọng cao mọi người chốt ra bớt đi Chốt ra bớt đối với CTS đi Quan điểm của em thì cái gáp này đã nỗ lực giữ trong giai đoạn vừa rồi Thì CTS nó bị lấp lại như vậy là nó hơi yếu Thì nó sẽ có xác suất nó chỉnh về lại tầm giá quanh tầm 32 nó mới cân bằng lại cung cầu Nó giống như con Novoland em có đề cập đến cái gap này rất là nhiều lần Cái gap mà quanh 15.5 đến tầm 16 của Novoland á Em nói nếu như mà Novoland chỉ cần lấp lại gap này Thì nhiều khả năng nó sẽ về tầm 13, 14 Thấy không? Nó lấp gap này thì nó mở tiếp cái biên rơi xuống luôn Và sau khi nó lấp gap này thì cái gap quanh 15.5 sẽ trở thành kháng cự của Novoland ở giai đoạn phía sau Đấy AGR, AGR thì cũng gãy nền ha. Thì trong cái hạn cái vùng mà tầm giá 20 sẽ là cái vùng cản của AGR. Con nào hôm nay lấp được gáp sẽ khỏe hơn một tí nha anh chị. Con nào hôm nay mà lấp được gáp thứ sáu thì nó sẽ khỏe hơn một tí. Uh, VCI, VCI thì điểm cái gọi là cái cản cho nhịp hồ đầu tiên nó sẽ là cái gáp quanh tầm 48 năm này, tầm 48 là cái vùng mọi người muốn gọi là hạ tỷ trọng đối với con VCI thì hạ trong cái hạn thì mình kỳ vọng là cái ngưỡng giá quanh tầm 43 là cái vùng mà visa có thể cân bằng và tạo lấy lại được để thực tế nếu mà so sánh với những cái cổ phiếu khác á, thì thì VCI vừa rồi volume bán nó không có mạnh chỉ nhìn so với CTS này xin lỗi FZ này cái volume bán này so với VIX này cái volume bán này thì còn VCI này lực bán nó không có quá mạnh đâu SSI thì uh, sau cái đoạn vừa rồi nó cân bằng nền trên quanh cái tầm giá là 36x đến 38x thất bại á, gãy á, thì cái ngưỡng 36x sẽ trở thành cái kháng cự đầu tiên cho cái nhịp hồi Nhịp hồi ngắn đầu tiên này Thì qua 36X sẽ là cản nha Thì chị nào mà muốn cơ cấu chú ý cho em ấy, ngưỡng quan tầm 36X con này nó hơi bị động Hầu như những cái nhịp kéo của SSI thì đều phải chờ tin tức mới kéo Ví dụ hôm nay là tiếp tục xài với tin tăng vốn nữa Nó sẽ hơi bị động về thông tin Và thường những nhịp kéo thì thông tin đó thì nó lại không có bền lắm Nên chú ý cho em cái vấn đề đó nha SSS, SSS thì hôm nay cũng có bật lại Nói chung SSS lấp lại được cái gap down này nó lại được cái đau hôm trước Thì em kỳ vọng là SSS nó sẽ có cái nỗ lực quay về lại cái vùng giá 19.5 một lần nữa nó sẽ quay về đây tại vì cái cây ngày cái cây ngày 19, 15 tháng 4 nó giảm khá là nhanh thông thường mà một cái hỗ trợ mạnh mà giảm nhanh á thì nó sẽ có xu hướng nó quay về nó test lại một lần nữa nếu như ở cái nhịp test này nó thất bại á, thì đằng sau nó mới chỉnh mạnh để nên trước mắt con SS nó sẽ quay về nỗ lực nó test lại qua 19 năm một nhịp nữa thì nếu như ai tỉ trọng ca chú ý quanh đó hạn bước ra cho em được còn thấp thì thôi theo dõi trên nó test quanh đó rồi đó là về dòng chứng khoán dòng ngân hàng hôm nay thì hầu như không có tăng quá nhiều đâu nếu mà ngân hàng hôm nay tăng thị trường mình có thể tăng tầm 30 điểm đấy mà hôm nay ngân hàng không có tăng nhiều tăng mạnh nhất thì mình có con TV Bank, con BIDV, STB, EB này à, thì những cái cổ phiếu này anh chị nhìn trong top tác động này thực ra mức đóng hợp mức cái mức đóng góp của nó chỉ có khoảng là tầm 6 điểm thôi nếu như kéo CTG, kéo Techcom thì nó khác kéo Vietcombank thì nó khác mình thấy hôm nay thì kéo những cái cổ phiếu quy mô vốn hóa vừa TV Bank, EB là những con vốn hóa vừa này nên cái mức độ tác động về mặt điểm số nó không có quá nhiều thậm chí MB hôm nay đỏ nhẹ này thì đối với nhóm ngân hàng em dùng cái từ là lưng chừng nha. Mở bên khảo lưng chừng không? Rất lưng chừng, lưng chừng quanh ngưỡng 23 bên dưới này. CTG này, lưng chừng. Vừa gãy này thì những cái nỗ lực hồi phục nó lên của nó cũng sẽ chạm tầm 33 nó sẽ gặp cái lực bán lại này. VDV cũng rất lưng chừng. Hôm nay mặc dù là tăng tầm 4% trăm nhưng mà lưng chừng không? Rất lưng chừng. Nó ở cái biên nó đang nỗ lực hồi phục và nó chạm cái biên thì vùng này rất là dễ chỉnh. Nên nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng là một trong những cái tín hiệu cho thấy là khả năng thị trường mình vẫn sẽ cần một cái nhịp reset lại tại vì hầu hết cái form của cổ phiếu dòng ngân hàng thì nó có một cái nhịp rác thất bại là cái phiên gọi là bull trap cái phiên thứ sáu tuần trước của ngân hàng là một cái phiên bull trap nha nên nó sẽ cần hấp thụ lại cái lượng cung quanh đó Để đối với nhóm ngân hàng thì tạm thời chưa có view gì chưa có view mua gì có con tết công bằng là con em đánh giá ổn là tại vì phiên thứ sáu là nó đông đến đẹp nhất nếu mà so với trong dòng ngân hàng thì Techcombank công là cổ phiếu đông đến đẹp nhất và hôm nay mở gác tiếp diễn cái điều là volume không tăng nha. Hôm trước rút chân mà hôm nay volume không tăng được thì kỳ vọng ngắn của nó sẽ hồi được về tầm giá là quanh 47x thôi, chưa kỳ vọng nhiều hơn. Vì cung con này kẹp ở trên nhiều lắm. Bất động sản thì rơi quá nhiều rồi thì sẽ có hồ thôi anh chị, nhưng mà nhịp hồi đầu tiên này chưa kỳ vọng nhiều nha. Tại vì nó rơi một cái biên độ hầu hết là hơn 20%. DG này cũng rơi tầm 20% thì sau khi một cái biên rơi, một cái biên rơi 20% thì cung kẹp hàng ở trên rất rất là nhiều nên anh chị đừng có kỳ vọng quá nhiều vào những cái nhịp hồi phục thì mình xác định cho em những cái vùng cản á, để nếu như tỷ trọng cao thì ra bớt thôi còn mua thì phải ở cái nhịp retest phía sau nha nếu như anh chị kẹp hàng á, mà tỷ trọng mình dưới 50 phần trăm thì có thể chờ được chờ cái nhịp retest phía sau còn tỷ trọng mà cao á, thì nhịp hồi lên đầu tiên này mình có thể đảo ra bớt dù DG thì nó sẽ ở cái ngưỡng giá tầm quanh 29.5 này rồi DSG này nó sẽ ở cái ngưỡng giá quanh cái 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 biên trên của nó này quanh cái biên trên của nó là tầm quanh đâu đó là xin lỗi quanh cái biên dưới của nó là tầm quanh đâu đó là 17 17 năm này quanh đây này đó quanh đó đó Một chiếc HDC cũng vậy nè nó sẽ ở cái vùng mà hỗ trợ dày trước đó sau đó bị gãy là quanh tầm 32 này để em xác định các cái vùng để mọi người cân nhắc ha chứ còn sau cái phiên bậc đầu tiên hôm nay của dòng bất động sản thì mọi người cũng chưa có kỳ vọng nhiều quá nhiều đâu tránh cái việc mua đủ mọi người không kịp tê đâu Novoland này cái gác qua 15 năm này CO này CO thì cái vùng quan tầm giá 20x nha CO là tầm 20x nha các cái vùng này Uh, rồi đó là dòng bất động sản còn cái nhịp retest phía sau dòng bất động sản đi xem xét lại được nếu như mà volume thấp còn cái nhịp bật đầu tiên này khó lắm dòng bất động sản rơi biên lớn quá anh chị rơi biên càng lớn thì nó dễ hồi nhưng mà nhịp hồi là nó sẽ không có độ tin cậy quá cao đâu BDR này, chạm qua em 200 chững lại này em kỳ vọng là nó trong nhịp hồi đầu tiên nếu như nó lấp lại được cái mươi 28 sẽ tốt hơn thì khi đó là đo được cái sức mạnh cầu nó nó vào tốt hơn rồi trong trường hợp đó thì nó sẽ có thể là reset đây hai cơn mạnh thành công còn trường hợp mà nó chạm về quanh 26 ít mà nó chỉ đi ngang được thôi á thì nó sẽ còn rủi ra ép xuống tiếp một nhịp nữa nha thép thì hôm nay cũng có độ bận này nam kim nam kim thì ý, nam kim nam kim thì trước mắt khi nó chạm về tầm quanh 23.5 năm thì mình nghĩ nó sẽ bị tán xuống một nhịp nữa nó chưa lên ngay được đâu tại vì ngưỡng 23 này là một cái ngưỡng hỗ trợ rất mạnh mà nó đánh thủng á thủ cũng nhanh thì một cái hỗ trợ mạnh thì đánh thủng nhanh thì nó sẽ còn nhịp vòng lại nếu như vòng lại bị test bị bán với volume thấp á, thì kỳ vọng nó sẽ quay lại nền à, hai sen hai sen thì cái ngưỡng ma 200 quanh tầm giá 21 này sẽ là vùng cản nha hà phát thì như hôm trước em nói hà phát em kỳ vọng nó sẽ quay về nó test lại quanh 29 một lần nữa đã tại vì vùng này là hỗ trợ mạnh nó gãy rất là nhanh thì nó sẽ còn quay lại một lần nữa rồi phía sau nó có cái gãy luôn hay không À, một số cổ phiếu riêng lẻ rồi Dabaco đang tăng trần thực ra Dabaco chú em vẽ sẵn mũi tên em kỳ vọng là quanh ngưỡng 26 này là cái ngưỡng mà Dabaco có thể cân bằng được còn nếu như nó không cân bằng được quanh 26 này nó gãy sâu lắm thì tạm thời hôm nay Dabaco có nỗ lực hồi phục đầu tiên nha đạt về biên độ nha à, thì với vận động này Dabaco chú ý cho em cái ngưỡng tầm 28 x là cái ngưỡng mà Dabaco sẽ gặp áp lực bán trở lại cái vùng gáp mở ra vào phiên ngày 16 tháng 4 á à, đây qua đây khả năng sẽ bị bán trở lại nên chị nào mà nắm thị trọng cao thì chú ý cho em vào cái nhịp hồi này còn cái gáp Đấy, còn trước đó về quanh 26 thì không view bán nữa rồi. Hôm trước view là một là gãy năm bán, còn không thì về 26 thì bán gì nữa đâu. CTR thì hôm nay cũng thực ra mới có phủ nhận cái nến giảm hôm trước thôi. Nó vẫn đang gọi là chưa CTR thì nó có có cái nhịp gọi là cái đây có thể xem như là cái nhịp reset của CTR đấy. Trước đó thì nó đã nhúng một đáy quanh tầm Mà 112 nhưng mà cái điều là cái đấy số 2 test lại volume vẫn lớn quá anh em nghĩ là nó cũng sẽ còn những một nhịp nữa nha, tại vì volume bán còn lớn quá. Uh, confirm khi nó vượt về lại trên tầm 125. Rồi anh chị còn cổ phiếu nào khác thì comment bên dưới nha, tại vì thời lượng video có hạn thì mình sẽ không thể nào đề cập được hết tất cả các cổ phiếu trên thị trường. Hôm nay em có việc nên em ra video hơi trễ một tí, còn mỗi ngày thì vẫn sẽ ra khoảng tầm 5 rưỡi 6 giờ nha. À, mọi người nếu như thấy video hữu ích thì tặng cho em một like Đăng ký kênh, subscribe kênh để nhận những thông báo sớm nhất ha Và tham gia vào nhóm tư vấn này để nhận những khuyến nghị chi tiết hơn à, Giai đoạn sắp tới nếu như có điểm bắt đáy hay là điểm mua gì đó em sẽ cập nhật ngay Còn thực ra qua phiên ngày hôm nay em muốn hướng cho mọi người biết rằng là đây là cái nhịp hồ kỹ thuật và hồ kỹ thuật là để làm gì để cơ cấu danh mục chứ cũng không có nên mua đuổi vì sau khi xuất hiện hồ kỹ thuật mà mọi người mua khi chưa bắt test đó, thì xác suất không kịp về rất là cao đấy rồi ha chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ và một phiên giao dịch ngày mai thành công thuận lợi xin chào và lại anh chị ạ à.